Vâng, em Vietchadio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video của shop Vietchadio. Và video ngày nay thì em làm một video khá muộn bởi rất may mắn được anh em thời điểm cuối tuần vừa rồi ủng hộ, cũng như là em có một chút công việc vì bây giờ mới làm được video giới thiệu tới quý vị và bạn một chiếc đầu CD vừa cập bến Vietchadio, một chiếc đầu CD rất đẹp, nguyên bản xuất sắc, chiếc đầu CD đời nông S10 35 mã limited. Ở phiên bản S10 35 mã limited như trước mắt quý vị và bạn trải nghiệm thì đây là một chiếc đầu CD có tích hợp giải mã chất lượng là 24 bit và dòng đầu S10 35 mã limited thì trải nghiệm của quý vị và bạn sẽ được ấn tượng hơn bởi phần nguồn của phiên bản S10 35 mã limited đã được nâng cấp lên là nguồn đúc và nguyên khối hộp bằng gang và vật liệu truyền dẫn cũng như là kết cấu của nguồn giúp dòng điện của chiếc đầu này tĩnh hơn, vững hơn và giúp trải nghiệm của quý vị và bạn vô cùng ấn tượng. Cùng mức giá xuất xưởng cao ngất ngưởng của S10 35 mã limited, cao hơn thậm chí một chiếc đầu rất đình đám của thương hiệu Tech, đó là Tech 25XS, thì chiếc đầu này có mức giá xuất xưởng còn cao hơn cả Tech 25XS, mà mức giá cho một sản phẩm hàng line new thì nó lại rẻ hơn cả Tech 25X. Vì vậy đây có thể là gọi là một món hời để quý vị bạn chơi và trải nghiệm chất lượng âm thanh của Denon S10 35 mã limited. Và Denon S10 35 mã limited hiện tại hoạt động hoàn hảo, mọi tính năng tốt, điều khiển zin, dây nguồn cũng như catalog đầy đủ. Em xin hân hạnh giao lưu cùng quý vị và bạn mức giá vô cùng tốt, chỉ 21,5 triệu đồng cho chiếc đầu CD Denon S10 35 mã limited. Vì vậy mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như ra lưu các sản phẩm audio, kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển hoặc trực tiếp qua Vietchadio tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.